Như các bạn đã biết, trong tất cả các dòng cá bảy màu thì cái dòng Full Red mắt đỏ này được anh em đam mê đánh giá là nó nằm trong top đầu về cái độ khó nuôi. Đấy, qua thời gian mình nuôi cái dòng Full Red này thì mình thấy nó khó nhất là ở cái giai đoạn đầu, chúng ta mới mua nó về chúng ta hơi gặp khó khăn ở cái công đoạn mà cho nó thích nghi với môi trường nước nhà chúng ta. Thường là ở những ngày đầu chúng ta mới mua nó về là nó hay gặp cái tình trạng là nó nổi đờ đờ. Đó, nó nổi lờ đờ rồi nó túng lắc, cuối cùng là nó bỏ ăn rồi nó chết các bạn ạ. Nguyên nhân chính là nó không thích nghi được với môi trường nước nhà chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải biết cách để vượt qua cái giai đoạn đầu khó khăn này. Với kinh nghiệm của mình có được qua thời gian nuôi cá bảy màu, đặc biệt là cái dòng Full Red này, vì cái dòng Full Red này mình cũng đã nuôi được một thời gian rồi nên ít nhiều mình biết được cái tập tính của nó. Nên video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để vượt qua được giai đoạn đầu khó khăn. Khi mà chúng ta đã vượt qua được giai đoạn đầu khó khăn rồi đấy thì chúng ta nuôi nó sẽ dễ dàng thôi. Qua thời gian mình nuôi cái dòng Full Red này ấy, thì mình thấy nó cũng không khác biệt là mấy đâu so với cái dòng bảy màu kia đâu. Cách chăm sóc thì cũng như nhau thôi. Và nó cũng bệnh tật như các dòng bảy màu kia. Và cách điều trị thì nó cũng không khác biệt gì cả. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn mấy cách nha. Không phải là mình chia sẻ chung chung đâu mà mình nêu ra vài cách như vậy á, để các bạn có thể lựa chọn cái cách nào nó phù hợp với các bạn á, thì các bạn tham khảo và áp dụng. Cái cách thứ nhất á, nếu các bạn mà sắp xếp thời gian được, các bạn tới được trực tiếp trang trại nuôi cá bảy màu, hoặc là các bạn tới được trực tiếp nhà anh em đam mê nuôi nhỏ lẻ thì nó sẽ có một số cái lợi để chúng ta khởi đầu nuôi cái dòng Full Red này nó được dễ dàng hơn. Cái lợi thứ nhất khi các bạn tới được trực tiếp là các bạn có thể quan sát được cái hồ cá nó hoàn toàn khỏe mạnh để các bạn có thể yên tâm các bạn mua. Đó là cái lợi đầu tiên. Cái lợi thứ hai là các bạn có nhiều cá Full Red để các bạn lựa chọn những con cá chất lượng. Và một cái lợi cực kỳ quan trọng nữa là khi các bạn tới được trực tiếp như thế này thì các bạn sẽ mua cá hồ nào các bạn sẽ xin được nguồn nước ở hồ đó về. Cái cách này nó cực kỳ hiệu quả nha các bạn. Vì cái dòng Full Red nó hơi khó thích nghi với môi trường nước lạ, mà nó thường là sống khỏe mạnh và phát triển tốt ở cái môi trường ở nước quen. Vì vậy khi chúng ta tới trực tiếp được thì chúng ta sẽ có một cái lợi là chúng ta mua cá ở hồ nào chúng ta xin cái nguồn nước ở hồ đó về. Các bạn cố gắng mang cái số lượng nước nhiều nhất về có thể cho mình, tối đa là các bạn mang về cho mình 2 lít. Còn là các bạn mà lên kế hoạch nhé, các bạn mang vật dụng đi đựng thì các bạn mang về cho mình lấy 5 lít hoặc là 10 lít thì càng tốt các bạn ạ. Những ngày đầu về các bạn nuôi hoàn toàn bằng cái nguồn nước này cho mình. Rồi mỗi ngày các bạn châm thêm nước nhà các bạn vào để cho con cá Full Red của chúng ta nó thích nghi từ từ. Đó, cái cách này nó cực kỳ hiệu quả các bạn ạ. Ví dụ các bạn chỉ mang về được 2 lít thôi thì những ngày đầu các bạn mỗi ngày các bạn châm vào cho mình nửa lít. Khi nó được 7 8 lít rồi thì các bạn có thể tăng lên mỗi ngày châm vào 1 2 lít cho mình. Các bạn cứ châm đều như vậy cho tới khi nào mà cái mực nước trong hồ nó phù hợp rồi thì lúc này cái con cá Full Red của chúng ta nó đã thích nghi được môi trường nước nhà chúng ta rồi. Thì các bạn tiến hành hút phân đáy và cặn bẩn ra, các bạn châm thêm nước nhà các bạn vào thì hầu như đã vượt qua được giai đoạn đầu khó khăn các bạn ạ. Còn các bạn mà mang về được 5 lít thì có thể mỗi ngày các bạn châm vào 2 3 lít cũng được. Những ngày đầu thì 1 2 lít thôi các bạn ạ. Khi được 2 3 ngày sau các bạn hãy tăng lên 3 4 lít. Cứ như vậy. Để cho con Full Red của chúng ta nó không có cái cảm giác thay đổi môi trường nước mới các bạn ạ. Nó không có biểu hiện gì luôn. Đó, là chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn đầu. Về cơ bản thì khi các bạn mà tới được trực tiếp thì các bạn mua cá nào về nuôi cũng dễ các bạn ạ. Các bạn mua cá tơ hay là cá mái bầu, thậm chí là bầy cá con cũng được các bạn ạ. Vì chúng ta xin được nguồn nước nơi nó sinh sống từ bé mà, cho nên về chúng ta nuôi nó rất là dễ các bạn ạ.
Đó là cách đầu tiên. Còn cách thứ hai các bạn ạ, cách thứ hai là các bạn có thể mua qua mạng hoặc là các bạn mua ở cửa hàng bán cá bảy màu. Nhưng mà nếu các bạn mua hai nơi này thì các bạn nên mua ở những nơi mà người ta chuyên bán cá bảy màu thôi nha các bạn, thì cái độ chuyên nghiệp của họ sẽ cao hơn và con cá của họ bán nó sẽ chất lượng hơn các bạn ạ. Các bạn mua qua mạng cũng thế, các bạn nên tìm cái địa chỉ nào nó đáng tin cậy vào. Còn các bạn mà trực tiếp tới được cửa hàng thì các bạn cũng nên vào cái cửa hàng nào người ta chuyên bán cá bảy màu nha các bạn. Như mình chia sẻ hồi nãy thì cái độ chuyên nghiệp của họ sẽ cao hơn nha, và họ sẽ có nhiều cá chất lượng để chúng ta lựa chọn nha. Và nếu như các bạn mua ở hai nơi này thì theo cá nhân mình thì các bạn chỉ nên mua cá máy bầu thôi, các bạn nên mua cá full net máy bầu thôi các bạn ạ. Vì ở hai nơi này là chúng ta không thể xin được cái nguồn nước nó sinh sống từ bé. Cái nguồn nước ở những nơi này nó chỉ là cái nguồn nước mà cái con cá full net này nó đang trong quá trình thích nghi thôi. Vì vậy để an toàn hơn thì các bạn nên mua những con cá full net máy bầu cho mình. Các bạn cố lựa làm sao những cái con mái nó mang bầu to to vào, thì khi về nhà chúng ta đó gặp môi trường nước lạ thì có thể ngày hôm sau nó đẻ rồi các bạn ạ. Chậm lắm là từ 3 đến 5 ngày thôi chúng ta sẽ có một bầy cá con. Cái cách này thì mình hướng đến bầy cá con các bạn ạ. Cá con trên phòng trên dòng full red á, và tất cả các dòng bầy màu thì nó đều dễ và nhanh thích nghi với môi trường nước lạ các bạn ạ. Khi nhất là khi nó được sinh ra ở môi trường nước nhà chúng ta thì chúng ta nuôi nó sẽ rất là dễ dàng các bạn ạ. Cái cách này thì các bạn có thể áp dụng với tất cả các dòng cá bầy màu đều hiệu quả các bạn ạ. Nhưng mà cái dòng bầy màu kia thì nó dễ thích nghi môi trường nước lạ hơn, cho nên các bạn không cần. Còn nếu các bạn muốn cẩn thận hơn thì các bạn vẫn có thể áp dụng theo cái cách giống như cái dòng full red này thì nó càng hiệu quả thôi các bạn ạ. Khi mà cái con full red máy bầu các bạn nó về nhà các bạn nó đẻ bầy cá con rồi đó, thì để an toàn và tránh rủi ro thì các bạn nên tách riêng cái bầy cá con này ra làm 3-4 hồ các bạn ạ. 3 hồ, làm khoảng 3 hồ riêng biệt các bạn nuôi cho mình, không biết số lượng là bao nhiêu. Thường thường thì cá bảy màu các bạn ạ, nó đẻ nửa đầu thì khoảng 30 con, hai mấy 30 con các bạn ạ. Còn những nửa tiếp theo thì nó khoảng tầm 50 con cho tới 70 con, có những con nó đẻ hàng trăm con các bạn ạ. Thì số lượng bao nhiêu cũng được, các bạn cứ chia làm 3 hồ cho mình riêng biệt các bạn nuôi cho mình nhé, để phòng tránh rủi ro các bạn ạ. Ví dụ như lỡ cái bầy nào đó bạn nhé, thì các bạn trong quá trình điều trị các bạn sẽ có kinh nghiệm để nhớ bầy sau nó có bệnh thì các bạn điều trị nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Các bạn đừng nuôi chung một hồ nha. Các bạn tách riêng ra cho mình, riêng cái bầy các con ra cho mình, làm 3 hồ các bạn nuôi để phòng tránh rủi ro như mình vừa chia sẻ đó.